nóng mặt khi chị tôi nói lý do chưa chọn được chồng. Ở cái tuổi của chị, đáng lẽ đã có con lớn, vậy mà chị vẫn mải mê tìm kiếm người đàn ông phù hợp với một tiêu chuẩn đề ra. Gia đình tôi ngán ngẩm bất lực trước mong muốn của chị ấy. Trong khi tôi có hai con đang học cấp 1 và 2, thì chị gái tôi 35 tuổi vẫn chưa thể kiếm cho bản thân một mối tình. Chị gái tôi rất xinh đẹp, ăn mặc sành điệu và công việc tạm ổn. Tôi rất ngại mỗi khi đi mua sắm hay đi chơi cùng với chị gái. Tuy hơn tôi 4 tuổi nhưng theo đánh giá của mọi người, chị trẻ hơn tôi cả 10 tuổi. Chị biết cách ăn mặc và sử dụng các loại mỹ phẩm phù hợp nên nhìn chị luôn trẻ đẹp. Tôi chẳng bao giờ tốn một đồng tiền mỹ phẩm, quần áo chỉ có 4 bộ ở nhà, 4 bộ đi làm, mặc hỏng mới mua mới. Hôm vừa rồi, mấy mẹ con tôi ngồi nói chuyện. Chị gái chê tôi lạc hậu, cổ hủ, làm ra tiền mà không biết chăm sóc bản thân, đến khi chồng chán thì mới hối hận. Mẹ bảo khi nào chị gái tôi lấy được chồng rồi mới dạy dỗ người khác. Mẹ đang lo chị ấy không biết ăn nói thế nào với họ hàng và bà con trong khu phố nữa. Chị tôi bảo ngày nào các anh cũng gọi điện tán tỉnh mời đi ăn hay uống cà phê nhưng chị không thích. Nghe chị tôi nói thế, mẹ mừng ra mặt và hối thúc chọn được anh nào hợp thì cưới, đừng để gia đình phải lo lắng nữa. Tôi bảo chị gái xinh đẹp nên đòi hỏi ở bạn trai nhiều tiêu chuẩn lắm. Tôi khuyên chị bỏ bớt các điều kiện đi, chị cần tìm được người đàn ông có công việc ổn định và biết quan tâm thương yêu chị là đủ rồi. Bây giờ chị đã lớn tuổi rồi, không còn trẻ trung nữa đâu mà kén cá chọn canh. Chị bảo bản thân chỉ đề ra một tiêu chuẩn nhưng nhiều năm nay chưa ai đáp ứng được. Mẹ con tôi rất tò mò về yêu cầu chị đưa ra để chọn chồng nên hỏi dồn dập. Chị bảo chỉ cần có người đàn ông thu nhập mỗi tháng 50 triệu đến hỏi là đồng ý cưới ngay, nhưng chờ đợi 15 năm nay mà chưa thấy. Nghe điều kiện của chị tôi đưa ra, mẹ tôi tức giận mắng, đừng nghĩ là cứ sinh là sẽ lấy được người nhiều tiền. Hãy thôi ảo tưởng sức mạnh bản thân đi con ơi. Mẹ bảo người đàn ông càng kiếm được nhiều tiền thì họ càng kén chọn vợ. Họ cần người vợ xinh đẹp, trẻ trung, biết cách đối nhân xử thế, khả năng chịu đựng cao. Mẹ nói chị tôi ngoài vẻ xinh đẹp ra thì mọi thứ khác đều rất bình thường. Mẹ khuyên chị nên từ bỏ suy nghĩ viển vông mà tìm người đàn ông tốt để lấy làm chồng. Chị không quan tâm đến lời khuyên của mẹ, vẫn giữ vững lập trường khiến mẹ con tôi thật đau đầu. Theo mọi người, gia đình tôi phải khuyên bảo chị ấy thế nào đây? Người đưa tin.org